chào tất cả mọi người nha. Bạn nhìn thấy sáng nay là Costco vỡ trận luôn. Người ta xếp hàng dài luôn quý vị. Và xếp hàng dài để bước vào bên trong Costco nè. Quá trời đông luôn. Ngoài bãi đậu xe là không còn chỗ đậu xe luôn bà con ơi. Bãi đậu xe bây giờ là kín mít luôn. Costco mới vừa mở cửa thôi thì đã có một cái len rất là dài. Mình thấy xếp một cái hàng dài thiệt là dài. Xếp một cái hàng dài để đi vô á mọi người. Mọi người nhìn thấy không? Một cái hàng dài mà từ ở trong cửa, người ta đã vô trong cửa rồi. Nó dài ra tới ở ngoài luôn nè. Hàng dài ra tới ngoài đây luôn. Costco vỡ trận mệt rồi, bà con ơi. Hàng dài xuống tới dưới đây luôn. Mọi người nhìn thấy không? Cái hàng mà dài 2 km luôn chứ không ít đâu. Cho mọi người nhìn thấy người ta ghép một cánh lan quá dài. Nhìn thấy không? Một cái line mà dài nãy giờ đi
nãy giờ đi gần hơn 5 phút rồi mà chưa hết cái like luôn. Yeah, all the way down. Mọi người nhìn thấy không? Người ta xếp một cái hàng dài quá trời dài để chờ đi vô được cái cửa Costco để mua đồ. Vô trong đó không biết là có đồ mà cần để mua hay không nữa. Mình thấy một cái mùa đại dịch. Thấy một mùa đại dịch khủng khiếp quá mọi người ha. Đây là đại dịch thật sự vậy đó. Too long. Take a long time. Quá trời đông luôn. Trời ơi, cái line nó dài. Nãy giờ 7 phút rồi, một cái line mà 7 phút chưa hết luôn. Oh my god. Còn quá trời luôn. Trời ơi. Quá trời quá đất luôn mọi người ơi. Costco bữa nay vỡ trận thật rồi. Costco vỡ trận thật rồi. Người ta đang đến nữa nè, có người đến nữa nè, người ta đang tiếp tục đi nữa, giờ kiếm à, coi như là nó dài quá, không có chỗ đậu xe, ngoài đó không có chỗ đậu xe nữa. Trời ơi, quá dài luôn rồi. Không có chỗ đậu xe nữa luôn rồi. Quá trời dài. Ngoài bãi đậu xe không có chỗ đậu, người ta phải qua bên đây đậu để mà xếp hàng. Trời ơi. Để lần đầu tiên trong cuộc đời tôi hơn giờ tôi mới thấy là cái đại dịch đầu tiên. Nó quá hơn liền, khủng khiếp. Hồi nãy giờ mình đi gần 10 phút rồi đó mọi người. Vậy mà cái line còn dài vậy nè. Đi bộ 10 phút rồi đó. Đi bộ hơn 10 phút rồi. Mà cái line vẫn còn. Tới đây mới bắt đầu hết rồi. Tới đây mới bắt đầu hết cái line này. Mà người ta còn đi xuống nữa. Ừ, tới đây mới hết line luôn nè. Ừ, mọi người nhìn thấy không? California ở lý đô Sài Gòn là đang vỡ trận. Tất cả các chợ, các siêu thị đều như vậy hết. Costco sáng nay là cái hàng như vậy đó. Mọi người nhìn thấy không? Ừ, tới đây mới hết nè. Người ta tiếp tục tới nữa. Mọi người nhìn thấy không? Người ta tiếp tục tới nữa đó mọi người. Rồi giờ mình đi ngược vô nha. Đi ngược vô. Bây giờ đông quá ở đây.
Đó, người ta ra nữa, là cái line nó dài nữa. Giờ mình đi ngược vô trong cho mọi người coi tình hình bên trong nó làm sao nha. Ta còn tới nữa nè, người thấy không, ta tiếp tục đi tới nữa. Quá trời đông luôn, xe bỏ xếp bên kho, bỏ giữa đường luôn. Giờ mà không lấy vô trong kia cũng không có xe để mà lấy. Không lấy ngoài đây là vô kia không có xe luôn. Mà bãi đậu xe là không còn chỗ đậu. Nãy mình đậu xe mình phải đi qua tuốt ở bên tuốt bên kia đường, ở bên chỗ cái tiệm bên kia mình đậu đỡ thôi, chứ bên cách chỗ đâu còn chỗ đậu nữa đâu. Too many ha. Huh? Giờ mình đi ngược vô cho mọi người nhìn thấy. Quá trời quá đất rồi. Mọi người thấy không? Lai mà dài đi. Lai quá dài luôn. Bây giờ mình chỉ vô được tới ngay cái cửa mình quay cho mọi người xem thôi, chứ đi vô trong đâu có vô trong được. Người ta rét két một cái lai dài, người ta còn chưa vô được nữa. Mình đâu có đi vô được đâu. Đó, mình nhìn thấy không? Đông người là đang ở đường đường này là đường Century. Century nó cắt cắt ngang đường với lại đường Garden Road đó, mọi người.
em mới nhìn gì hết. Gotta go around. Go all the way down there. Long way. Long, really long. Thấy cái hàng dài kinh khủng luôn. Quá trời quá đất rồi không? Khủng khiếp hơn ngày lễ lớn của nước Mỹ, mình chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này luôn. Đúng là đại dịch. Đúng là một ngày đại dịch thật sự rồi. Mình không có vô trong được rồi đó mọi người, tại vì người ta ghét cái line dài lắm rồi, không có thời gian để đứng như chờ. À, mọi người thấy không, cái bãi đậu xe nè nó kín mít luôn, bây giờ người thì đang vô nữa, nó đông nghẹt luôn, không có chỗ để mà đó, người ta vô người ta ra, phải chờ những người trong người ta ra rồi ngoài mới có chỗ đậu xe chứ không cách nào, quá trời đông luôn. Bãi đậu xe cứng ngắc luôn, không có chỗ đậu xe. Nhìn thấy không, bãi đậu xe kín mít hết luôn đó. Rồi mình mời mọi người qua bên chợ Mỹ Thuận nha mọi người, cho mọi người xem ở quang cảnh ở phía trước chợ Mỹ Thuận. Hiện tại ngày hôm nay cũng rất là đông. Đó, bãi đậu xe không còn chỗ đậu nha các bạn. Người ta cứ chạy vòng vòng tìm chỗ đậu xe mà không có. Đó, mình không có vào bên trong, tại bên trong rất là ồn, nhạc ồn lắm cho nên mình không vào bên trong. Đó, mọi người thấy người ta ra vô liên tục, rất là đông người. Chợ nào bữa nay cũng đông hết. Rất là đông cho nên mình không có vào trong nha mọi người. Bây giờ bãi đậu xe không còn chỗ đậu luôn, người ta cứ chạy vòng vòng để chờ có người ra thì mới vào đậu được. Đây cho mọi người nhìn thấy chợ Á Đông nha. Ở phía trước chợ Á Đông hiện tại thì nói chung tương đối cũng đông. Ở bên trong rất là đông người đang mua đồ. Bãi đậu xe nè mọi người, kín mít luôn. Bãi đậu xe không còn chỗ đậu luôn.
nhưng mà tương đối thì không có ồn ào cho lắm, cũng tương đối là bình thường thôi. Ngay chợ ở đâu. Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn ở đây nha, và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin chào tạm biệt, bye bye.